Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái mô hình trồng bơ bút 7 ở bên Tân Hà, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì đây là vườn bơ và 2 năm tuổi và 3 năm tuổi của anh Quang, anh Biên và anh Ngọc, anh Ngà, chú Hai Râu. Thì khu vực này lên thì bên trái cây theo mùa lắc, có đi quay cho bà con xem về cái mô hình trồng bơ của tỉnh Lâm Đồng này của bà con nông dân. Thì qua công tác thăm vườn á, mình quay bà con xem á, thì cái tỷ lệ mà bơ nó đậu trái bằng viên bi trở lên á thì có rất là nhiều. Thì qua công tác thăm vườn này á, mình sẽ nói sơ cho bà con về những cái vai trò của cái việc mà chăm sóc bơ từ cái giai đoạn mà trái ở viên bi này trở lên. Và cái thứ hai nữa là đối với những cây bơ 2 năm tuổi và 3 năm tuổi á, thì chúng ta nên làm cành tạo tán và chăm sóc như thế nào, chế độ phân như thế nào cho nó hiệu quả. Thì mình bên trái cây mùa lắc á thì cũng có hướng dẫn cho vườn của nông dân ở bên Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì thứ nhất là việc bón phân, thì trong cái giai đoạn này thì bà con tiến hành bón cho mình là phân chuồng vi sinh, và cái thứ hai là phun thuốc côn trùng chích thúc, cái thứ ba là phun nấm cuốn, và cái thứ tư là phun canxi dây cuốn á. Còn cái thứ tư nữa là công việc này là những cái bơ nào chuẩn bị có tình trạng phát đọt thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con phun chặn đọt luôn. Thì đối với vườn của anh Quang và anh Biên á thì không cần chặn đọt, vì cái lượng cây bây giờ đọt nó ra cũng không có nổi rồi, vì trái rất là nhiều. Mình đi quay cho con xem á, trái rất là nhiều, rất là sai. Thì cái clip này mình cũng khuyên cho anh á là không nên để trái nhiều, chúng ta nên cắt bỏ, lật bỏ hết đi. Thì công tác thăm vườn này cùng với nông dân bà con bên đây á, thật sự là rất là vui khi gặp bà con nông dân bên đây về cái tình trạng mà bơ bút và những cái kiến thức mà cần hỗ trợ về công tác làm cành. Thì mình cũng có quay lại hình ảnh của nông dân hôm nay, rất là vui mừng và vui khi mà cảm nhận được cái đội ngũ của bên trái cây theo mùa lắc qua thăm vườn và hỗ trợ cho bà con nông dân. Thì toàn bộ cái vườn này á thì cũng rất là nhiều và rộng, nên mình sẽ đi quay hết vườn cho bà con xem từ khu vực từng cây, và sẽ hướng dẫn chi tiết từng cây, cách tỉa cành tạo tán khi mà bơ nó đã ra trái rồi. Thì với việc mà bơ đã hình thành ra trái rồi á, thì những cái cành mà nó không có quan trọng á, hay nó rậm quá, thì bà con tiến hành tỉa cho mình rồi, tỉa sơ cho cây nó thông thoáng đi. Như trên clip á, mình quay con á, trái rất là nhiều, thật sự trái rất là sai. Trái nó mọc ở trong thân, và thứ nhất là ở những cành chè ở ngoài thì hay đỉa không đắt. Thì qua công tác này thì nông dân ở bên này thì họ cũng không có kiến thức về làm cành, nên cái tỷ lệ cành bên này nó không có đều, tán nó sẽ không có đều tán, nhưng mà cây nó sẽ xum xê và rậm rạp đi. Thì cái việc xum xê rậm rạp này đi thì nó cũng rất tốn nhiều công phun thuốc nè. Cái thứ hai nữa là cây mà rậm rạp như thế này thì tạo điều kiện cho côn trùng nó dễ ẩn nấu và chích thúc hơn, và nấm bệnh nó cũng sẽ dễ gây ra. Thì vườn này á, mình đi kiểm tra á, thì nó cũng bị một số tình trạng, như vườn của anh Biên á thì nó bị nấm gốc và nấm rễ. Thì mình cũng hướng dẫn cho anh là quét gốc và đổ thuốc nấm rễ để phòng cái tình trạng đó là xì thân, xì mũ. Và hiện trạng cái vườn anh á thì nó cũng có tình trạng là bị bệnh chết ngược, chết trên thân, chết xuống á. Thì hầu như cái bệnh đó bà con nhân dân chúng ta không biết được và không biết nguyên nhân và cách phòng trị như thế nào. Thì với cái bệnh chết ngược này á thì mình khuyên bà con nên phòng đi, chứ còn chữa nó thật sự là rất là khó chữa, vì nó chết rất là nhanh và tốc độ gây hại nó là có thể là nguyên một nhánh của cây. Khi mà chết nửa cây xong rồi tiến hành nó nứt ra lại. Còn clip này cụ thể vẫn chính ra là mình quay cho bà con xem về toàn bộ vườn bơ này, về cái tỷ lệ đậu trái từ cái viên bi trở lên và những cái cách chăm sóc như thế nào cho nó hiệu quả đó. Thì mình cũng đã sơ bà con rồi. Thì ở mỗi giai đoạn mình sẽ nói riêng cho bà con từng giai đoạn để bà con chăm sóc cây bơ cho nó hiệu quả và đạt năng suất như thế nào. Thì mình cũng khuyên bà con á, nhất là những vườn mà có cái bói đầu năm hoặc vừa trái bói á, thì khả năng cây của mình rất là sung và khỏe á. Thì có thể tỷ lệ đậu cây, đậu trái cũng rất là cao. Nên khi mà trái bói đầu á thì bà con nên lặt bỏ hết, bớt trái cho mình đi, chỉ để lại rất là ít thôi. Chúng ta không nên để nhiều trái nha. Cái này là mình nhắc cho bà con á,
nếu chúng ta để nhiều trái á, thì mình khả năng mình nghĩ á, theo kinh nghiệm mình là 70% là năm sau cái cây nó sẽ mất sức đi và nó bị vàng đi, là cây nó sẽ không ra trái được, thì lúc đó cây dần dần nó mất sức sống, có thể là nó chết luôn. Đó là cái việc mà bà con chúng ta để trái quá nhiều hoặc để quá mức so với cây. Thì cái việc để trái này á, thì thật sự ai cũng thích. Khi đến vườn bơ này, nông dân nào á, khi chúng ta trồng một cây bơ á, thì chúng ta cũng thích trái nhiều để chúng ta mà bán được nhiều, giá càng cao. Nhưng mà đối đó là những cây bơ lớn nha, còn cây bơ nhỏ bà con để nhiều là sang năm bà con sẽ không được thu, cây sẽ không ra hoa được. Đó là mình nhắc lại cho bà con cái việc mà cân nhắc nên để trái như thế nào cho nó hiệu quả. Còn nãy giờ mình quay bà con xem á, hầu như cây nào cũng quả, quả rất là nhiều và rất là sai. Đây là chỉ là một vườn thôi nha, mình sẽ còn quay cho bà con xem đến hai vườn nữa. Thì cái công tác mà qua bên Lâm Đồng này á thì rất là ít, nên khi mà bên mình đi thì mình sẽ ghi hình lại để cho bà con chúng ta xem và chia sẻ với những nông dân chúng ta á, chưa thấy được cái bơ bút á, thì bà con chúng ta có thể xem, hoặc bà con nông dân của chúng ta á, có bơ bút á, thì chúng ta có thể xem và đưa ra một cái phương án riêng cho mình, giống như mọi clip khác mình cũng hay nói với bà con á, để chúng ta có một cái kinh nghiệm riêng, chúng ta chăm sóc cho cái vườn bơ bút của mình nó hiệu quả hơn và đạt được cái năng suất cao hơn. Thì cái vấn đề mà vườn bơ mà giai đoạn này á, thì hầu như mình đi á, thì bọ xít mọt đục cành nó chích rất là nhiều, chích bọt xì bọt trắng rất là nhiều, nhưng bà con chúng ta là không phun phòng trước được, khi mà để cho con trùng nó chích thuốc vào đó nó gây hại á, thì chúng ta điều trị rất là khó. Vì cái tình trạng mà mọt đục cành nó chích á, khi nó chích vào thân nó đẻ trứng của đó, thì chúng ta tiêu diệt cái trứng của nó rất là khó. Với những cành non thì nó dễ rồi, cành non cành chim thì chúng ta bấm bỏ được, mà nếu mà để chích vào thân á thì chúng ta phải tiêm cho chết cái trứng đi, nếu không á một thời gian thì cái trứng nó sinh sôi nảy nở, nó sẽ gây cho cái mạch dẫn của cái thân cây bơ đấy chết đi, nó không đi vận chuyển được cái chất dinh dưỡng đó, thì cây chúng ta sẽ chết như thân đó. Thì bà con sẽ rất là tiếc vì trồng cây bơ lên nó mất khoảng 3 đến 4 năm có trái, khi mọc độc cành côn trùng nó gây hại nó thì làm cho cái cành bơ chúng ta, thân bơ chúng ta nó chết đi á, thì rất là tiếc. Thì clip này á, mình chỉ quay sơ và nói cho bà con biết về cái vấn đề vườn của nông dân ở bên Lâm Hà, Lâm Đồng, để con thấy được cái tình hình bơ của mỗi tỉnh khác nhau. Giống như là mình đi quay bên công tác bên Gia Lai, mình sẽ quay những vườn Gia Lai, Lâm Đồng qua những vườn Lâm Đồng và Đắk Lắk qua những Đắk, thì qua đó những bà con chúng ta có thể thấy được những vườn ở những tỉnh nó có những cái ưu điểm và nhược điểm gì, mà cái những cái kỹ thuật gì riêng cho cái bơ chúng ta nó đậu được năng suất cao, thì từ đó chúng ta sẽ rút ra cho mình cái kinh nghiệm riêng. Thì đây là clip mình chỉ quay chia sẻ về kinh nghiệm của mình thôi, thì qua đó bà con cứ đăng ký kênh xem và theo dõi. Thì cái này mình quay cũng rất là dài và quay về toàn bộ vườn và hướng dẫn chung về cách cạo quét thân như thế nào cho hiệu quả. Thì ở vườn này thì biên cũng quét hơi cạo gốc hơi mạnh tay, thì những cây bơ nó bị xì á, thì anh cạo cũng rất là mạnh, nên mình khuyên bà con là chỉ cạo lớp vỏ thôi nha, còn phần gỗ con không nên cạo quá sâu hoặc cạo nhiều thì nó sẽ gây hại, gây cây gỗ nó bị mất đi, thì nếu mà gặp gió lay một cây to quá thì nó sẽ gãy luôn cái cây, thì lúc đó chúng ta rất là mệt. Còn cái việc mà vào mùa mưa thì công tác chuẩn bị như thế nào á thì mình sẽ nói ở những clip sau và những giai đoạn sau. Thì giai đoạn clip này chính vẫn là hướng dẫn cho bà con chúng ta công tác chăm sóc trái ở viên bi ở những cây 2 năm thì như thế nào cho nó hiệu quả, thì mình cũng nói ở năm trước. Một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây thơm ngon lắc, thì mình sẽ bà con cứ đăng ký kênh thì mình sẽ tạo cho mình một cái động lực mình quay những cái video tiếp theo cho bà con xem và cái bút. Xin cảm ơn bà con ạ. À.